Dạ, Phi Hải Vlog xin được trân trọng kính chào quý vị khán giả, quý bà cô chú anh chị và các bạn. Xin kính chúc cho tất cả quý vị khán giả, quý bà cô chú anh chị cũng như là quý bà con, quý Phật tử xa gần có một ngày mới, một buổi sáng ngày 15 tháng 10 có nhiều niềm vui, bình an, hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình nha. Mong là tất cả cô chú anh chị mình khi mà có xem video cũng vui lòng ủng hộ cho Hải một lượt like, lượt đăng ký và để lại bình luận ở bên dưới. Hãy cảm ơn tất cả cô chú anh chị. Dạ thì như thường lệ nha cô chú anh chị, cứ mỗi buổi sáng Hải với lại tất cả bà con mình ai cũng đang rất là trông ngóng những cái thông tin tình hình của sư thầy Thích Minh Tuệ ở tại khu vực của Vĩnh Phương, Khánh Hòa, Nha Trang để mà biết được cái tình hình của thầy có đi khất thực hay không, đi hướng nào và cụ thể như thế nào ra làm sao để mỗi một ngày chúng ta đón một cái năng lượng tích cực ở một cái ngày mới, nhiều sự vui vẻ, an lạc, bình an cũng như là có nhiều cái sự thuận lợi hả cô chú anh chị. Dạ thì trong buổi sáng ngày hôm nay cũng vậy, tầm khoảng thời gian thì 5 giờ mấy thì Hải cũng đã dậy và đã nhắn tin cho tất cả các anh chị có mặt ở Vĩnh Phương, Khánh Hòa, Nha Trang để mà hỏi cái tình hình của thầy như thế nào. Thì trước tiên thì Hải cũng rất là cảm ơn tất cả các cô chú anh chị có mặt ở Vĩnh Phương, Nha Trang trong xuyên suốt là 3 tháng qua đã luôn gọi là đồng hành cùng với Hải nè, luôn cập nhật cái thông tin của thầy Minh Tuệ mỗi ngày để mà chia sẻ cho Hải với tất cả bà con của mình được biết. Vì trong cái thời điểm đó thì không có ai có được những cái hình ảnh của thầy hay là những cái đoạn clip của thầy cũng như là cái tình hình của thầy đi khất thực đó. Thì nhờ tất cả anh chị, bà con trong núi và cả bên ngoài, đặc biệt nhất là anh chị rất là gần sư thầy Minh Tuệ đã luôn cập nhật cái tình hình của thầy về tình hình sức khỏe hay là mọi cái diễn biến ở nơi thầy đang ẩn tu ở Vĩnh Phương luôn chia sẻ cho Hải, nhưng mà Hải không có thể chia sẻ ra cho bà con mình biết thôi. Thì nãy giờ cô chú anh chị mình thấy là Hải cập nhật từ đầu đến giờ cỡ một 2-3 phút vậy rồi nhưng mà chưa chia sẻ đến cái câu chuyện khắc thực của thầy trong ngày hôm nay, đúng không cô chú anh chị? Dạ thì cho phép Hải cũng xin chia sẻ luôn cho bà con mình là trong cái ngày hôm qua thì Hải cũng có để lại cái bình luận cho bà con mình ở trong cái đoạn clip. Nếu mà ai có xem sẽ thấy là Hải có hỏi là hiện tại có bà con nào đang ở Vĩnh Phương của Khánh Hòa, Nha Trang hay không ạ? Thì cái bình luận đó nếu mà ai tin ý thì sẽ hiểu được cái ý của Hải muốn chia sẻ và muốn nói gì đó cô chú anh chị. Đó là cái ngày mà thầy Minh Tuệ đi khất thực ra tặng gần ở bên ngoài để mà giao duyên với Phật tử và bà con ở khu vực ở Vĩnh Phương, Khánh Hòa, Nha Trang trong những cái ngày cuối mà thầy chuẩn bị rời đi đó cô chú anh chị. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay Hải cũng xin chia sẻ với bà con mình là tình hình của thầy Minh Tuệ sau khi mà Hải cập nhật liên tục và đợi đến khoảng chừng 7 giờ vẫn không có cái thông tin, cho nên Hải mới làm cái đoạn clip này để mà chia sẻ với cô chú anh chị khán giả của mình được biết ạ. Dạ, trên cái hình ảnh là cái avatar mà hãy cập nhật để cho bà con mình xem cái hình ảnh của thầy để chúng ta cũng có thể nhìn thấy và đảnh lễ từ xa hết cô chú anh chị, đón nhìn thấy một cái vị chân tu trong lòng của bà con trong nước và cả ngoài nước. Thì sáng ngày hôm nay hãy nói thật với bà con mình là hãy đã nhắn tin và gọi cũng liên tục nhiều cuộc điện thoại nhưng mà vẫn chưa có ai hỏi được cái thông tin của thầy đi khất thực trong buổi sáng ngày hôm nay. Thì Hải không nói gì hết nha, nhưng mà thì cả nhà cũng có thể là hiểu được cái câu chuyện gì và hiểu được rằng là thầy cũng đã sắp sửa di chuyển nha cô chú anh chị, thì Hải cũng báo cho cả nhà mình biết. Còn cụ thể chính xác di chuyển về về đâu á thì hãy nói thật là bà con mình cũng đã đoán ra được 90% là về đâu rồi, nhưng mà 10% còn lại là do nhiều cái câu chuyện trong dư luận ở những ngày qua và kể cả cái câu chuyện của chỗ mà cô Phương Hằng chia sẻ trên mạng á. Thì Vĩnh Phương ngày hôm qua phải nói là cũng rất là đông Phật tử người ta đến ở phía trước của chú anh chị, cho nên là hãy không biết chắc chắn là có gì Gia Lai hay không. Khi mà hãy làm cái đoạn clip này cho tất cả bà con thì hãy cũng rất là đắn đo cô chú anh chị. Hãy không biết là có nên chia sẻ cho bà con mình thầy đã chuẩn bị đi chưa. Nhưng mà hãy cũng là cố gắng rồi cô chú anh chị để mà chia sẻ cho bà con mình biết rằng là trong hôm nay thì hãy không cập nhật được thì cả nhà cũng có thể suy đoán ra.
Chính xác thì Hải chưa biết là trong ngày hôm nay đã đi hay chưa nha cô chú anh chị, vì Hải có liên hệ họ rồi. Nhưng mà tất cả những cái thông tin hiện tại bên trong là rất là kín nha cô chú anh chị. Thì Hải cũng nghĩ rằng với bà con mình giống như là cái trường hợp ở tại khu vực của Gia Lai khi mà thầy về Nha Trang cũng vậy. Sau khi cái ngày đó thầy cắt tịch xong tới chiều thầy về là lập tức là xế là lên xe là thầy đi luôn rồi đó cô chú anh chị. Cho nên là có thể là trong cái ngày hôm nay có thể nha cô chú anh chị, hãy suy đoán nha, hãy đang suy đoán chứ cô chú anh chị đừng có viết cho bình luận ra, nhiều khi tội cho các anh chị mà chia sẻ cái thông tin cho Hải. Hãy suy đoán riêng cá nhân của Hải là có thể là thầy đi khắc thực trong cái ngày hôm nay là ngày 14 và chậm nhất là ngày 15 thầy sẽ di chuyển đến một cái địa điểm để mà giao duyên với bà con Phật tử. Còn cái địa điểm cụ thể thì cho phép Hải xin chia sẻ là khi nào mà thầy về đến nơi rồi, về rồi nha cô chú anh chị, thì Hải mới dám làm clip để mà chia sẻ cho bà con mình biết, chứ Hải không chia sẻ trước được nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình trong buổi sáng ngày hôm nay Hải cập nhật mà không có cái tin của thầy, không biết cô chú anh chị khán giả mình có buồn không ạ? Riêng Hải thì cũng cảm thấy là nó hơi hơi buồn tí, nhưng mà cái quan trọng là cái niềm vui lớn ở phía trước là bởi vì rất là nhiều bà con Phật tử sẽ được gặp thầy, nhìn thấy thầy đi khắc thực trực tiếp và kể cả gián tiếp qua những cái đoạn live stream khi mà thầy đi khắc thực ở ngoài, đúng không cô chú anh chị? Và ở cái nơi mới khi mà thầy giao duyên với bà con thì hãy cũng tin rằng là lực lượng ở địa phương đó cũng sẽ hỗ trợ hết mình để cho thầy tu tập và giao duyên với bà con Phật tử ở khắp mọi nơi đó cô chú anh chị. Cái quan trọng nhất vẫn là mong bà con mình khi mà biết được cái nơi về của thầy ẩn tu thì giao duyên với bà con ở một cái địa phương khác, thì bà con Phật tử có đến thì cũng hoan hỷ, cố gắng làm sao mà giữ được cái trật tự, phải nói là ngay ngắn, đừng có chen lấn, đừng có làm mất trật tự, để những bà con khác, những Phật tử khác ở khắp mọi nơi cũng có thể có được cái phước như mình đến đó để đảnh lễ thầy. Chứ nếu mà chúng ta quá cảm xúc, quá gọi là quá đu đông rào chỗ thầy là mất trật tự thì chắc chắn một điều thiệt thòi cho bà con ở ở phía sau nữa, đúng không cô chú anh chị? Tại vì lúc đó thì thầy sẽ lại tạm thời ẩn tu, hoặc là lực lượng chức năng ở đó người ta cũng sẽ hạn chế lại, tiết chế lại nữa, thì lúc đó thì tội cho bà con khác cũng không có cái cơ hội đến trực tiếp gặp thầy. Hãy chỉ hy vọng là như vậy thôi nha cô chú anh chị. Đã trải qua cái khoảng thời gian là 3 tháng rồi, phải không ạ? 3 tháng trời rồi, hãy với tất cả bà con mình chỉ có được cái thông tin thôi của thầy Minh Tuệ thôi, lâu lâu thì mới có được những hình ảnh hoặc là những cái đoạn clip của thầy. Hãy biết là trong lòng của bà con Phật tử của mình ai nấy cũng rất là mong nhớ và muốn gặp thầy dữ lắm. Thì trong cái thời điểm này khi mà thầy xuất hiện ở một cái nơi mới thì cái quan trọng nhất vẫn là mong bà con mình cố gắng đảnh lễ thầy từ xa, giống như cái đoạn clip trước mà hãy có chia sẻ là cố gắng trật tự để chúng ta còn được gặp thầy đi giao duyên với bà con nữa đó cô chú anh chị. Thì tình hình ngày hôm nay hãy không có cập nhật được, nhưng mà hãy cũng báo cái tin này thì hãy tin là trong lòng của bà con mình cũng rất vui, đúng không? Bởi vì nếu mà hãy không gặp được thầy, không có được cái thông tin của thầy thì chắc chắn một điều là thầy rất là khỏe và thầy đã giao duyên với bà con ở Vĩnh Phương trong những cái ngày cuối này rồi để cho bà con ở đó được gặp thầy và chuẩn bị sẽ di chuyển đến một cái nơi mới. Khi nào mà thầy đến nơi rồi, cụ thể rồi thì hãy sẽ báo cho bà con mình. Hoặc là cũng có thể là khi thầy đến đó rồi thì người nhà người ta cũng sẽ làm những cái đoạn clip người ta thông báo cho bà con mình biết nữa không chừng đó cô chú anh chị. Mà không sao, miễn sao là có cái thông tin của thầy, ai báo trước cũng được, ai báo sau cũng được hết cô chú anh chị. Hôm qua hôm kia chứ thì hãy giúp tất cả bà con mình cũng nghe được một cái đoạn chia sẻ của cô Phương Hằng. Thì thôi hãy xin phép không có chiếu cái đoạn clip đó ở đây ha. Đúng ra thì hãy có cái đoạn clip của cô ở đây nè cô chú anh chị. Hãy có cái đoạn clip của cô Phương Hằng có chia sẻ ở đây về có nhắc đến là thầy Minh Tuệ, nhưng mà tạm thời á, thì hãy cũng chỉ nghe được là chia sẻ về
cái câu chuyện cúng dường người nào tu thì người đó phước, rồi thêm cái câu chuyện là 50 là cái gì 50 đúng rồi cái gì 50 sai, thì mình cũng chưa chính xác được cái phát ngôn cụ thể và cái câu chuyện cụ thể của chỗ cô chia sẻ là như thế nào của cô chú anh chị, cho nên hãy không có bàn tán sâu vào cái câu chuyện này. Bởi vì cứ như cái niềm tin đi, cứ như cái niềm tin là có thể suy đoán, hãy có thể suy đoán riêng cá nhân của mình, có thể là cô đang chia sẻ cái hình ảnh của thầy một cái vị chân tu để mà nói cái sai đó có thể thôi nha cô chú anh chị, mình đoán thôi, có thể là vạch ra những cái gì đó bên trong của những người tay to, những người tay lớn, những người mà khoác trên mình chiếc áo cà sa chẳng hạn, thì cái đó là cái suy nghĩ riêng của Hải nghĩ như vậy thôi, còn sâu bên trong thì mình chưa thể biết được, tại vì những cái lời chia sẻ nó chỉ là ngắn như thế, mình không thể phân tích sâu vào cái vấn đề bên trong được. Nhưng mà cái điều mà Hải quan tâm nhất, cái trước tiên nhất đó là khoan hãy nghĩ gì xấu cho người khác trước cái đã, như là thầy chia sẻ trước tiên là cứ hoan hỷ trước, cứ độ lượng trước, rồi đợi mọi cái câu chuyện diễn biến như thế nào ở phía sau rồi chúng ta sẽ đề cập, sẽ tìm hiểu tiếp tục nha cô chú anh chị, đừng sân hận gì trong thời điểm này cả, cứ quan trọng với bà con, với Phật tử của mình và đặc biệt là khán giả trên kênh của Hải đó, là cứ cố gắng như thầy, làm sao nhẫn độ lượng, có một cái niềm hoan hỷ là cảm thấy mình an lạc rồi cô chú anh chị. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì nói chung là Hải cũng rất là muốn cập nhật thêm những cái tình hình của các sư nhí khác cho bà con mình coi, nhưng mà hiện tại thì không có tin thầy nó làm, của Hải cũng bị tụt cảm xúc một tí cô chú anh chị. Thì nói chung là tất cả những cái thông tin của các sư thì Hải cũng có đầy đủ, các sư cũng mạnh khỏe bình an trong cái ngày mà khắc thực, trong cái ngày 14 vừa rồi, tức là hôm qua cô chú anh chị, là tình hình của các sư cũng mạnh khỏe ở mỗi nơi trú xứ riêng, cũng kiên định theo cái hạnh tu Đầu Đà. Còn riêng tình hình của sư thầy Minh Tuệ thì trong ngày hôm nay hãy chỉ cập nhật được đến đây, và hãy cũng chỉ có thể chia sẻ đến đây cho bà con của mình biết như vậy nha, để bà con mình yên tâm. Còn nếu ai ở gần Gia Lai thì cũng có cái sự chuẩn bị, đúng không cô chú anh chị? À, để mà có thể biết đâu hữu duyên thầy về đó thì mình được gặp thầy trực tiếp, hoặc là khi khán giả có những cái sự kiện hay là có những cái chuyến công tác hay là đi đâu đó đi đó đến ngang cái chỗ đó thì cũng có thể dừng chân lại một ngày để mà được gặp thầy, đúng không ạ? Thì đó là cái thông tin mà hãy muốn báo cho tất cả bà con mình trong buổi sáng ngày hôm nay. Nếu mà có thêm những cái thông tin nào mới và những cái gì gọi là xác thực rõ ràng thì hãy sẽ cập nhật để mà báo cho tất cả bà con và cô chú anh chị khán giả chúng ta được biết. Riêng cái tình hình của thầy đi khất thực thì hay không có, nhưng mà tình hình sức khỏe của thầy thì vẫn ổn nha cô chú anh chị. Thầy vẫn khỏe, tại từ tối đêm qua thì hãy cũng có liên hệ rồi, với lại chỗ gần rất là gần thầy thì được chia sẻ là thầy vẫn mạnh khỏe và vẫn rất là bình an trong những cái ngày mà để cuối cùng để giao duyên với bà con ở Vĩnh Phương để mà chuẩn bị thầy di chuyển đó cô chú anh chị, đã tròn 3 tháng rồi cô chú anh chị. Dạ thôi, cho phép Hải xin được dừng cái đoạn clip tại đây. Nếu mà có thêm những cái thông tin nào mới, Hải sẽ cập nhật để mà báo cho tất cả bà con và cô chú anh chị khán giả chúng ta được rõ hơn nha. Hải mến chào tất cả cô chú anh chị. Chúc cho tất cả cô chú anh chị một buổi sáng có nhiều niềm vui, hạnh phúc, bình an bên gia đình và người thân của mình. Chào tất cả cô chú anh chị.